Tôi thật sự là bất ngờ khi biết rằng theo phong tục của Tây Tạng Trung Quốc, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Khi mà mình đặt chân đến Shangri-La, nơi được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng, được nghe là theo quan niệm xưa, người con gái phải trao thân cho 20 người đàn ông thì mới chứng tỏ họ đủ sức hấp dẫn. Do đó các cô gái phải đi khắp nơi để tìm được ít nhất 20 người đàn ông đồng ý ngủ với mình. Sau đó các cô gái sẽ xin một vật kỷ niệm của người đàn ông để đem về làm chứng cho các vị già làng. 20 kỷ vật mới được lấy chồng nha. Có thể thấy là sự xinh trắng của phụ nữ ở đây không được đề cao và đi ngược với chuẩn mực của đa số các quốc gia châu Á. Thế nhưng Shangri-La lại là nơi mình muốn quay lại nhất trong hành trình Lệ Giang Đại Lý vừa rồi. Shangri-La nằm trên độ cao hơn 3.000m và được mệnh danh là Thung lũng Bất Tử. Đây là một huyện thuộc châu tự trị của dân tộc Tạ. Khi đi từ Lệ Giang lên Shangri-La thì mình được cảnh báo về việc sốc độ cao rất nhiều. Tức là mọi người sẽ phải có sức khỏe tốt này, uống thuốc bổ tuần hoàn não và có bình oxy du lịch để đỡ choáng và mệt khi lên cao. Nhưng trộm vía là mình khỏe nên không sao cả. Đồ ăn ở đây mình thấy hơi khó ăn bởi vì hơi nhạt, ngay cả cái việc luộc rau người ta cũng cho dầu ăn vào đấy. Mình được đi tham quan tu viện Tùng Tán Lâm là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở tỉnh Vân Nam. Ở đây có cực kỳ nhiều góc check-in sống ảo đây. Mình mang theo lần này có rất nhiều bạn hỏi thì mình mua ở tiệm nhà Lin ở chỗ chùa Láng. Đồ chuẩn phong cách Trung Quốc rất là xinh nhá. Mình còn đi thăm thành cổ Độc Khắc Tông nơi có tháp Kinh Luân siêu to. Cái này phải 6 đến 8 người lớn cùng xoay thì mới xoay được, và người ta xoay cái này để cầu may mắn bình an. Ở Shangri-La buổi tối rất lạnh, chỉ có 10 độ thôi nên phải chuẩn bị thật nhiều quần áo ấm. Nhớ ăn thử cả món lẩu bò rắc Tây Tạng siêu ngon. Cái quán lẩu này mình đi vào lúc nửa đêm mà không biết tiếng Trung, phải dùng Google dịch để giao tiếp mà người ta vẫn hỗ trợ mình nhiệt tình. Người dân ở đây rất là thân thiện, hiếu khách, và đấy cũng là điều mình cực kỳ thích ở Shangri-La. Đi dài ngày như vậy nhưng mình vẫn giữ liên lạc ở Việt Nam bình thường và lướt TikTok thoải mái. Mọi người hỏi nhiều nên mình chia sẻ luôn là mình hay dùng sim du lịch quốc tế GoHub, mạng rất khỏe và kết nối ổn định, yên tâm mà đi du lịch. Sắp tới mình lại dự định đi Nam Ninh, Trùng Khánh vào khoảng 14 đến 19 tháng 8. Có bạn nào muốn lập team đi cùng mình không?